Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, các đại chứng minh. Kính thưa toàn thể quý thiện nam tín nữ có mặt trong đạo tràng buổi sáng của khóa tu một ngày an lạc hôm nay. Quý Phật tử nhìn thầy quen quá rồi, có ngán ngẩm không? Thầy ở nhà mà nhìn hoài riết nó quen, quen tới nỗi mà giờ MC Tịnh Thanh nói là khỏi cần giới thiệu cũng biết luôn. Chắc có lẽ quý Phật tử không có ngán phải không? Tại vì lâu lâu mới gặp mặt một lần mà ở nhà, nhưng mà cũng lâu lâu mới gặp một lần, cho nên chắc có lẽ là không có ngán. Quý Phật tử đi đến đạo tràng, quý Phật tử tu tập, quý Phật tử thọ trì kinh, quý Phật tử xem băng đĩa, quý Phật tử xem sách Phật, quý Phật tử có biết sáu nẻo luân hồi không? Lục đạo đó biết không? Thấy không? Mô Phật chưa? Ở đây cô nào mà thấy là kể như tiêu rồi. Mình mà thấy được địa ngục là kể như tiêu, mặc áo lam mà đi xuống địa ngục là xong. Cho nên có biết, có nghe, nhưng mà con chưa dám thấy. Cái con đường đi về Phật là cái con đường phải đi xuyên qua nó, nhưng không dừng lại ở nơi nó. Quý Phật tử hiểu không? Phải đi xuyên qua nhưng mà không được quyền dừng lại. Có nghĩa là quý Phật tử đi trên cái lộ trình mà hướng về Phật phải đi ngang qua địa ngục. Quý Phật tử nghe cái chữ địa ngục, quý Phật tử thấy hình như là nó giống như mấy bức tranh vẽ trên chùa vậy đó. Có con quỷ nó lấy cây chĩa ba nó chọt lên, máu me tùm lum hết này nữa. Không phải, địa ngục rất đẹp và rất đẹp giống như cõi người của mình vậy đó. Ngạ quỷ nó cũng giống như cõi người của mình, chứ không phải như những bức tranh vẽ mà cái bụng như cái trống, cổ như cái kim. Không phải, đó chỉ là những bức tranh tượng trưng cái cõi ngạ quỷ như vậy, chứ không phải là hình vẽ như vậy, không phải cái cõi người ta như vậy. Súc sinh không phải rằng là đi bốn chân, không phải như mình tưởng tượng. Mình gọi cái loài mà sống xung quanh mình, con mèo, con chó, con trâu, con bò là súc sinh. Không phải. Quý Phật tử phải nhớ súc sinh nó cũng giống như cõi ta bà của chúng ta. Rồi trời, người, Atula giống hệt nhau, cũng mang một thân tướng y hệt như nhau. Cho nên cái mà quý Phật tử hiểu sai có nghĩa là địa ngục tối tầm qua xa tối luôn. Xuống dưới đó, đó là nó bỏ vô trong cái thành đó, nó nhốt ở trong cái ngục đó tối tầm. Rồi ấy, trong ngục hàng băng, trong ngục lửa từng bựng nó đốt cháy mình hoài. Rồi đó có cái con trâu nó kéo lưỡi ra để cày trên đó, hoặc con chim ưng bằng sắt móc mắt người tội, như thế tùm lum hết. Có những con chó bằng sắt cắn đầu người tội, vân vân. Hoặc là có cái cầu Nại Hà đi qua bên đó rồi rớt xuống, ở dưới toàn là con rắn nè, con chó, con cọp, con beo, con hổ, đủ thứ loài độc ở dưới. Rồi mình sảy chân mình rớt xuống thì nó nhai đầu mình, nó ăn luôn. Địa ngục không phải như vậy. Mình là người con Phật, tất cả những bức tranh đó người ta chỉ tưởng tượng ra cho mình để mình hiểu cái thầm, cái sâu sắc ở bên trong. Mình nhìn cái bức tranh hai con quỷ, ngưu đầu mã diện, con trâu và con ngựa, quý Phật tử ơi, nó tượng trưng cho chúng ta luôn đó. Con trâu và con ngựa là tượng trưng cho mình, con trâu là thân thể, con ngựa là tâm của mình. Quý Phật tử hiểu không? Cái thân của mình cực khổ, thân của mình cứ chạy đua với cuộc đời, chạy đua với thời gian, rồi cứ cày, cứ bừa, cứ tạo, chấp nhận khổ để đi tìm cho mình được một chút gì hưởng thụ. Cho nên cái thân của mình là con trâu, còn cái tâm của mình chính là con ngựa. Tâm viên ý mã mà, phải không quý Phật tử? Cái tâm của mình chính là con ngựa. Con ngựa nó dong ruổi, nó không chịu dừng lại. Nó được một, nó muốn hai, được hai, nó muốn ba, được ba, nó muốn bốn. Nó cứ như vậy, và chính thân và tâm của chúng ta hành hạ chúng ta. Quý Phật tử hiểu không? Chứ không phải có con trâu, con ngựa nào mà ngu đầu mã diện mà hành hạ mình cả. Cho nên cái đề tài buổi sáng hôm nay Thầy gửi đến toàn thể đạo tràng của chúng ta được mang tên là Có hay không sáu ngã của cuộc đời.
dùng cái tựa cho nó hơi hoa mỹ chút, chứ thiệt sự nó là lục đạo đó, hiểu không quý Phật tử? Nhưng mà mình phải gọi cho nó chính là sáu ngã của cuộc đời. Con đường đi về Phật phải xuyên ra cái bụng binh, xuyên ngang cái bụng binh đó. Tức là từ ở đây đi tới Phật phải có cái bụng binh chính giữa, mà cái bụng binh đó nó có sáu ngã, phải không? Cho nên đó là sáu ngã của cuộc đời đó quý Phật tử. Người con của Phật cứ đi ngang đó rồi cứ dừng chân. Tại vì sáu ngã của cuộc đời có những vườn hoa đẹp. Đừng có nói địa ngục không có vườn hoa, sai lầm lắm nha quý Phật tử. Địa ngục nó vẫn có cái đẹp của nó, thậm chí nó đẹp nhiều hơn nữa. Cho nên tất cả chúng ta cứ đi ngang địa ngục rồi cái bắt đầu mắc kẹt ở đó hoài, vì nó quá đẹp, phải không? Địa là dày chấp, ngục là cố chấp. Cho nên tâm trạng của mình chấp vào cái đẹp, cho nên nó biến thành địa ngục. Thật sự như vậy thôi. Bây giờ mình nói trong chúng ta đang ngồi ở đây, quý Phật tử ơi, trong đạo tràng của mình mặc áo của Phật đó, nhưng mà hiện tại ngay từ bây giờ tất cả chúng ta đang đi xuyên qua địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh hết. Ta đang xuyên qua đó. Mà nếu người nào dừng chân lại là kể như mình mắc kẹt liền. Cho nên mình ngồi ở đây, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh có hết. Nhưng mà nếu mà mình chiêu cảm, tức là sau khi linh hồn của mình nó ôm ấp tất cả những cái mà mình từng chiêu cảm trong cuộc sống của mình nè quý Phật tử, cứ địa là dày chắc, ngục là cố chấp, mình ôm ấp tất cả những cái đó hoài, linh hồn của mình đi ra nó không có một cái động lực, động cơ nào để dẫn nó đi về Phật. Nếu mà mình nói rằng là cái tâm của mình khi còn sống mà mình cứ dính vào trong Phật, dính vào trong Pháp, dính vào trong Tăng. Ở đây Thầy nói cho quý Phật tử nghe cái từ dính có nghĩa là cố chấp. Mình chấp vào Tam Bảo còn tạo ra địa ngục nữa nghe quý Phật tử. Đừng có nói chi mà chấp vào những cái khác. Cho nên ông Trần Quyền Trang, ông chấp vào Phật, chấp vào Pháp, chấp vào Tăng. Cho nên ông mới đến cái chùa Tiểu Lôi Âm. Quý Phật tử có xem bộ phim Tây Du Ký không? Chấp đó. Mặc dù là Phật, Pháp, Tăng rõ ràng, nhưng mà cái tâm chấp cho nên nó vẫn biến thành địa ngục. Gục đầu xuống là Phật, ngẩng đầu lên là quỷ. Cho nên cái tâm chấp của mình nó cũng là địa ngục đó quý Phật tử ơi. Rồi lúc bấy giờ khi thân xác này mình trả lại cho cõi ta bà, lúc bấy giờ linh hồn của mình nó ôm một đống đó. Tại vì sao vậy? Lúc bình thường mình đã để dành mà, phải không? Cho nên mình đi bằng cái gì bây giờ? Mình đã để dành từ lâu, bây giờ đi theo cái này chứ đi theo cái nào, phải không? Thí dụ như cái người mà ham học thì nó chơi với ai? Chơi với những người bạn ham học. Đi ra đường là bắt đầu gặp những người bạn ham học, hiếu học là bắt đầu dẫn nhau đi. Còn cái thằng mà nó ghiền rượu thì nó gặp mấy bạn nhậu chứ đi đâu giờ, phải không? Mình ghiền cái gì mình gặp bạn mình cái đó thôi. Đó, cho nên mình ghiền địa ngục thì ra ngoài kia, ôi tùm lum bạn bè của mình, nó chết trước mình, nó đi ra nó đứng chờ mình, nó rủ mình liền quý Phật tử. Rồi sẵn ở đây mình đã có rồi, mình là cái thằng ghiền, mà bây giờ nó có rượu sẵn, mình đi theo ai? Đi theo mấy cái thằng có rượu, phải không? Mình có sẵn cái vốn liếng địa ngục của mình rồi, mình bước ra đó, thằng đó nó cầm cái địa chỉ địa ngục A Tỳ, nó đi theo nó liền. Cho nên người ta hỏi địa ngục có hay không? Hòa thượng Bửu Lai, nguyên là trưởng ban hoằng pháp của tỉnh Hậu Giang cũ, tức là Cần Thơ mình đó, thì hòa thượng trả lời một câu: cũng có mà cũng không. Quý Phật tử hiểu không? Một cái thằng mà nó phạm tội, nó bị vô công an, hỏi nó có tù không thì nó trả lời có. Nhưng mà ta là sinh viên, ta đi học, hỏi có tù không, sao sinh viên nó trả lời có được? Cái người mà làm ăn đàng hoàng không có nhà tù, người làm ăn sai có tù. Như quý Phật tử mà tu theo Phật, mình làm lành, mình lánh giữ, mình ăn chay, mình giữ giới, mình thương yêu tất cả mọi loài, có địa ngục không? Mô Phật không. Bản thân mình không, nhưng mà không phải không có cảnh giới địa ngục, hiểu không? Bản thân mình không có vô tù, nhưng mà không phải không có nhà tù, quý Phật tử hiểu không? Cho nên cũng có mà cũng không. Cho nên mình nói có cũng sai, mà mình nói không cũng trần. Cho nên cái tâm của mình là Phật thì không có địa ngục trong đó rồi. Quy y Phật bất đọa địa ngục. Không có Phật, không có, nếu có Phật không có địa ngục. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên sáu nẻo mà chúng ta đang sống ở đây, chúng ta đang thân cận nó. Thầy nói thật, quý Phật tử hàng ngày vô trong địa ngục sống hoài luôn.
hằng ngày hằng giờ luôn đó quý Phật tử. Sống trong địa ngục hoài. Đi chỉ cần quý Phật tử đi gặp cái cô đó: mày mượn cái áo tràng tao mấy bữa nay sao mày không trả mày? Cái nhỏ nó còn đang xài mà sao trả được bà? Nó chỉ coi coi nó mượn đồ của tôi mà nó ăn, ăn ngang nó ngược không? Địa ngục rồi. Mình mặc áo tràng la mà mình đã địa ngục rồi. Quý Phật tử thấy trên đoạn đường đi mình đều xuyên qua nó. Quý Phật tử ơi, cái thân của mình chưa chắc mình giữ được, huống chi cái áo tràng, phải không? Nếu quý Phật tử thấy rằng mình biến cái địa ngục đó thành thiên đàng đi, thành cõi trời một chút đi, nó mình hỏi nó nói đang cần, mình nói A-di-đà Phật, vậy là tốt quá rồi. Mình cho mượn có 7 ngày để mà cho nó tu, cho nó có phước, mà giờ nó mượn thêm nữa thì nó càng thêm phước. Một chúng sinh mà tạo phước như vậy càng tốt thôi. Thì rõ ràng chúng ta đã biến cái cảnh giới địa ngục thành cảnh giới cõi trời, chư thiên liền. Tại sao mà mình không làm được điều đó quý Phật tử? Mình cứ sống, mình cứ mãi mê, rồi cứ làm cho mình, cứ dằn vật mình trong địa ngục, đài đỏ mình trong địa ngục hoài. Mình giận chồng mình, mình không ăn không ngủ gì hết luôn. Mình giận chồng mình cái mình nín thinh luôn, mình không nói chuyện luôn. Mình giận chồng mình cái mình quýnh con mình không. Quý Phật tử thấy địa ngục không? Hành hạ không? Mình hành hạ mình hành hạ chúng sanh xung quanh mình không? Đó là địa ngục đó. Tất cả những cái đó đều là địa ngục mà tất cả chúng ta phải đi xuyên qua. Mà quý Phật tử không xuyên qua được mà chúng ta lại bị mắc kẹt trong đó. Bây giờ quý Phật tử vào trong đạo tràng này là con đường đi về Phật đó. Xung quanh của chúng ta sáu ngã của cuộc đời nó có sẵn hết, mà tại sao chúng ta cứ hành hạ nhau trong những cảnh giới không đáng có? Phải không? Hành hạ nhau trong cảnh giới không đáng có. Thí dụ như bây giờ đó, có một chú Phật tử điện thoại hỏi thầy: thưa thầy, vợ của con bây giờ nó quen với thằng bạn con, bây giờ sao giờ đây? Nếu mà chỉ cần hỏi câu nói đó là mình biết rằng là anh chàng này đang sống trong cảnh giới địa ngục. Quý Phật tử thấy không? Cuộc đời này quý Phật tử ơi, thí dụ như cây xoài, cuộc đời nó có nhiều loại cây. Có những cây đúng mùa nó mới có, phải không? Có những cây bốn mùa đều có hết, quanh năm. Thì cái nhân duyên vợ chồng nó cũng như thế thôi quý Phật tử. Cái duyên nợ ba sinh nó cũng giống như vậy. Có những cái duyên nợ vợ chồng một mùa thôi rồi hết. Có những duyên nợ vợ chồng quanh năm nó hết. Thí dụ vậy. Có những người sống với nhau quanh năm luôn, có nghĩa là suốt cả một cuộc đời của mình qua trái yêu thương đều trổ quả, hiểu không? Thì sống hoài. Còn có những nhân duyên thuộc về cái dạng có một mùa thôi, thì bây giờ chừng nó hết rồi, bây giờ cứ khóc hoài, ngồi dưới gốc cây xoài bây giờ cứ khóc hoài, làm sao có trái xoài? Hết mùa rồi làm sao có? Cái duyên nợ đã hết, chấm dứt rồi. Có khóc, có chết, có lết, có lê la gì cũng đã hết. Cái Phật tử hiểu không? Cho nên nếu mà mình sống chỉ có một chút tình cảm nó chạy ngang qua mình thôi, quý Phật tử ơi, chúng ta đã dừng chân ở địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Tại sao chúng ta không để cho tất cả những dòng chảy đó nó đưa mình đi thẳng về bến bờ của Phật? Tình cảm không có tội, nhưng nếu quý Phật tử biết vận dụng tình cảm đó để về Phật thì tình cảm đó biến thành gì? Lòng từ bi của Phật, hiểu không? Cho nên lòng từ bi và tình cảm của cuộc đời chỉ là một thôi. Người nào mà đi thẳng luôn dòng sông của tình cảm, đi thẳng đến bến bờ vô chấp gặp Phật, đó là lòng từ bi. Còn người nào mà chấp vào hai bên của dòng sông mà gọi là định mệnh đó, thì chúng ta dính trong địa ngục A Tỳ hết. Thầy hỏi nó bây giờ đó, vợ của con quen với thằng bạn con, theo ý của con sao? Nó: con đâm thằng bạn con giết con vợ con tự giận luôn. Quý gớm không? Địa ngục không quý Phật tử? Đó là địa ngục rồi. Tại sao chúng ta không quán tưởng duyên đã hết rồi, cố níu kéo cũng không được luôn, hiểu không quý Phật tử? Cái duyên tới đây hết mà bây giờ nó đi theo người khác là cái duyên của người khác, thôi hãy dừng lại đi. Đâu có cái gì để cho mình quyến luyến khổ đau. Cái tội lớn nhất của chúng sinh là dính mắc. Mình dính vào cái gì, mình mắc vào cái gì là mình buông bỏ không được quý Phật tử. Có cái áo tràng đó mà lỡ mất ngồi khóc hoài luôn. Ví dụ vậy, mình dính mắc đối với Phật tử thì đó là địa ngục rồi, chứ không cần địa ngục ở đâu. Bây giờ mỗi Phật tử vậy nè, cái mặt mình đẹp không? Đẹp không? Đẹp. Nhưng mà mất áo tràng ngồi khóc thì cái tướng của mình vẫn còn như vậy, nhưng mà là địa ngục rồi.
Cho nên địa ngục không phải tối tăm, địa ngục không phải rằng là xanh xao vàng giọt, địa ngục không phải rằng là âm u đâu quý Phật tử. Địa ngục nó sáng sủa giống như chúng ta. Nhưng mà chúng ta đang đi vào trong thế giới của địa ngục rõ ràng, phải không? Ngồi nghe pháp, quý Phật tử ơi, tâm của mình trưởng dưỡng, tâm của mình mạnh mẽ, tâm của mình cởi mở, tâm của mình hồ hởi phấn khởi. Quý Phật tử nghe pháp bằng cái tâm của chư thiên ở cõi trời. Ở trong kinh Địa Tạng nói cõi trời đó, qua trời rưới xuống, qua mạng Đà La, qua Maha mạng Đà La, qua mạng Thù Sa, qua Maha mạng Thù Sa. Mình nghe mấy cái tên qua này mình nói chắc qua gì lạ quá, ở cõi Ta Bà mình không có. Cái đó là qua tâm mà, cõi Ta Bà sao thấy? Quý Phật tử hiểu không? Cái đó là tâm qua của mình, của mỗi một con người. Thí dụ như qua mạng Thù Sa là qua gì? Qua mạng Thù Sa là qua mà nó không, trong đó không có vương vấn một chút cái hương của buồn, gọi là mạng Thù Sa, gọi là qua vô ưu đó quý Phật tử. Không vương vấn một nỗi buồn nào hết, đó là qua mạng Thù Sa. Mình ngồi mình nghe pháp mà tâm của mình không có vương vấn một chút nỗi buồn nào hết, tâm của mình luôn vui, tâm của mình luôn hồ hởi. Quý Phật tử ơi, chúng ta đang sống trong cõi trời, và cái tâm trời của mình đang rưới qua để tán thán, để cúng dường cho đạo tràng. Thấy không quý Phật tử, hiện tại bây giờ tâm của mình vui hay buồn? Qua trời đang tán thán quý Phật tử đó. Thấy không, qua trời đang tán thán. Thì lúc này mình đang xuyên qua cảnh giới của cõi trời. Mình đang ngồi nghe gì đó, mình đang ngồi nghe, tâm của mình đang vui, thì mình đang đi vào trong cảnh giới của cõi trời quý Phật tử. Cho nên trong kinh Địa Tạng nói rằng là Ngài Địa Tạng dương lên cõi trời, rồi nói chuyện với Thánh Mẫu Ma Gia Phu Nhân, hoặc là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lên cõi trời để nói chuyện với thân mẫu của mình. Quý Phật tử ơi, cõi trời là gì? Là tâm hiếu của mình đó quý Phật tử à. Cõi trời là tâm thiện, cõi trời là tâm hiếu. Bây giờ quý Phật tử ơi, mình chạy về bên nhà đi, rồi tự nhiên mình cảm giác rằng là sao mà mình thiếu vắng hồi xưa tới bây giờ. Quý Phật tử ôm mẹ mình ở sau lưng rồi nói: mẹ ơi, từ xưa tới bây giờ con muốn nói câu này mà bây giờ con mới có dịp nói, con thương má quá. Thí dụ vậy đi. Thì lúc bây giờ mình đang lên cõi trời, và mẹ mình tự nhiên vui, bao nhiêu nỗi buồn nó rơi rụng xuống hết. Thì mẹ của mình cũng đang ở trên cõi trời đó quý Phật tử. Qua trời là mạng Thù Sa, là qua không có dương vấn tất cả những nỗi buồn. Thì bây giờ tâm trạng của mẹ mình không buồn, tâm trạng của mình phấn khởi. Hai mẹ con đang sống trên cõi trời không? Lúc bây giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang lên từng trời đau lợi để thuyết pháp cho mẹ mình nghe đó quý Phật tử à. Hiểu không? Bây giờ quý Phật tử ngồi trong đây, cái tâm của mình là thiện hết. Quý Phật tử đang sống trong cõi trời hết. Phải không? Mà ngồi nghe pháp hơi lâu, hồi ngủ gục là ngước xuống địa ngục không hay. Hiểu không quý Phật tử? Đang lơ lửng trên cõi trời, đang hưởng thụ tất cả những hương thơm của qua trời, tự nhiên đột ngột cái bắt đầu ngủ, cái bắt đầu nó rớt. Rớt tự do quý Phật tử ơi, tự ở trên kia mà nó rớt tự do, nó rớt xuyên qua cõi địa Atula, xuyên qua cõi người, xuyên qua ngạ quỷ súc sinh, lọt thẳng xuống địa ngục A Tỳ, ngủ. Thấy không? Vậy thì ngủ là gì? Nó là một hình thức của vô minh, nhưng có tối không quý Phật tử? Cảnh giới vẫn bình thường. Sở dĩ người ta gọi cái địa ngục là cái chỗ tối tâm là do cái chỗ này. Tối tâm không phải là si mê, tối tâm không phải là vô minh. Mình hay dịch nghĩa vô minh là gì? Ngu. Đúng không? Si mê là gì? Ngu. Sai rồi. Có nhiều người trí thức đàng hoàng học giỏi mà vẫn ngu như thường, vẫn vô minh như thường. Thầy nói ví dụ như bây giờ bác sĩ đó, học giỏi mới làm bác sĩ phải không? Đậu đại học y khoa mới ra làm bác sĩ đó. Nhưng mà nó nghe lời vợ nó, hai vợ chồng nó vậy đó, thằng em ở bên Mỹ gửi tiền về cho hai vợ chồng nó rồi, riêng cho bà già riêng bỏ túi. Hai vợ chồng rù bà già hoài, kêu đưa cái tiền mà thằng em cho đó, đưa cho nó luôn để tôi nuôi bà. Bà già bà không chịu đưa, bắt đầu nó hành tỏi bà đủ điều hết. Xong rồi nó nhốt bà luôn, nhốt bà dưới bếp với quý Phật tử. Lấy mấy cây tre đóng ngang cửa buồng cho bà dưới bếp luôn. Nhà hàng xóm người ta thấy, nhìn qua trong mấy cái vách nhà ta thấy bà già bị nhốt, có chiếc chiếu cái gối nằm vậy đó, đói. Người ta mới mua bánh mì cho bà ăn. Nó về nó thấy bánh mì, cái nó nói là: bà thèm bánh mì lắm ha, bà biêu ríu tôi ha, bà để cho hàng xóm mua cho bà ăn. Nó liệng cho một bao bánh mì cho bà ăn luôn.
Cái tội của bà chỉ đơn giản không đưa tiền cho nó thôi. Vậy thì quý Phật tử ơi, cái trí thức đó, cái học vấn đó, cái học vị đó, cái bằng cấp đó, cái chữ bác sĩ đó, có địa ngục không? Có vô minh không? Ngu, ngu vô cùng. Thành ra thầy muốn nói cho quý Phật tử nghe, trí thức, học thức gì đó cũng bị vô minh, cũng nằm trong địa ngục như thường đó quý Phật tử. Cho nên chữ vô minh không phải là ngu đâu, mà vô minh có nghĩa là gì? Không thấy được việc mình làm. Cho nên định nghĩa chính xác, vô minh là bản ngã. Địa ngục là gì? Là bản ngã, là nông nổi của cuộc đời đó quý Phật tử. Tự dưng rồi cái bắt đầu hai cô trong chùa dây rộn sùm hết trơn, cái giật mình chết mồ nãy giờ mặc áo tràng. Địa ngục không? Tức là địa ngục là sự giác ngộ không kịp lúc, sự phát hiện không kịp lúc, gọi là địa ngục. Cho nên địa ngục nó vẫn nằm ở trong chùa nghe quý Phật tử. Nó nằm ở trong người mặc áo tràng lam, nó nằm ở trong chư tăng mặc áo vàng như thế này, vẫn là địa ngục. Thầy nói như bây giờ quý Phật tử nè, thầy kể một câu chuyện ở ngoài Ninh Hòa, tức là ở Nha Trang đi ra. Cái chú này chú bị bệnh ung thư máu thời kỳ cuối. Chú đòi ăn chay trường. Bà vợ nói thôi, ông bệnh mà ông ăn chay gì. Ông vẫn ăn chay, dọn đồ mặn ông không ăn. Bà vợ bà nói tối ngày ông cứ đòi ăn chay hoài, ông ăn rồi ông chết hay gì. Chú mới xây qua chú nói thôi mà Bồ Tát, Bồ Tát chiều tuôn lần đi, Bồ Tát rầy tu hoài. Ý của chú này gọi vợ mình bằng Bồ Tát để nhắc nhở cái tâm Bồ Tát của chú, để chú đừng có lọt xuống địa ngục một cách bất ngờ, quý Phật tử hiểu không? Nhiều khi rồi bắt đầu mình giận quá, cái bắt đầu rồi mình lớn tiếng với vợ mình, rồi cái công năng tu tập, cái công năng niệm Phật của mình nó mất đi, nó rớt xuống địa ngục không hay. Cho nên tất cả những ngôn ngữ của chú gìn giữ để mà chú không lạc vào sáu nẻo, quý Phật tử hiểu không? Bồ Tát ơi đừng có la tu hoài mà chiều tuôn lần đi. Đó. Rồi xong rồi cũng dọn đồ chay cho chú ăn. Ăn chay xong thời gian rồi cái con trai nó đám cưới. Bà vợ vô mới nói rằng là tính làm bao nhiêu bàn. Đó, đãi cái gì, đãi mực, đãi tôm, đãi cua gì đó, tại vì ở ngoài vùng biển mà. Chú mới nói rằng là nếu bà sát sinh mà bà làm đám cưới cho con thì bà cứ tuyên bố với tất cả hai họ là cha của thằng này đã chết rồi, tôi không có ra. Bà vợ mới nói sao mà ông khó khăn quá. Thì ông chồng mới nói rằng là bà cưới dâu về, bà có muốn cho con của mình với con vợ nó hạnh phúc không? Bà vợ nói ông nói sao lạ vậy, ai mà không muốn. Muốn cho tụi nó sống đời với nhau, đừng có ai chia rẽ không? Bà nói muốn chứ. Bà muốn cho vợ chồng nó đừng chia rẽ, mà tại sao ngày vui của nó bà đi chia rẽ chúng sinh vậy? Bà bắt một con cua lên, bà biết rằng là nhiều khi đó bà chia rẽ vợ chồng, cha mẹ, con cái của người ta. Mình muốn cho con của mình hạnh phúc, sống đời, ăn đời ở kiếp với nhau, tại sao mình chia rẽ chúng sinh? Bà làm đồ chay đi. Thì cuối cùng rồi đó, bà cũng phải bị thuyết phục làm chay cũng vậy. Bạn bè lại nói anh bị bệnh mà anh có đau khổ không? Cái câu nói này thầy nhắc nhở luôn thầy Thiện Đức. Thầy Thiện Đức đang bệnh, nhưng mà anh này anh nói thưa đạo hữu, bệnh là gì? Là sự thử thách của chư Phật thôi. Bệnh là một sự thử thách của chư Phật thôi, chẳng sao cả. Thì quý Phật tử thấy người ta đang sống trong cảnh giới Phật không? Bệnh nó là địa ngục đó, nhưng mà người ta vẫn vượt qua khỏi cảnh giới địa ngục. Bệnh là ngạ quỷ đó, nó thèm khát, nó đủ điều ăn không được, nó thèm, nó đói dữ lắm quý Phật tử. Người ta vượt qua cảnh giới của ngạ quỷ. Bệnh người ta bực bội lắm, người ta chửi con, chửi vợ, đủ điều hết, vượt qua cảnh giới của súc sinh. Quý Phật tử thấy không? Bệnh người ta sân hận lắm, vượt qua cảnh giới của A-tu-la. Bây giờ người ta nói một câu bệnh là sự thách của chư Phật, vậy thì người ta đang đi vào con đường của Bồ Tát hạnh. Quý Phật tử thấy không? Tất cả chúng ta phải cố gắng làm sao đừng bao giờ để cho thân và tâm của mình bị lọt vào trong cảnh giới đó. Mình ngồi mà mình nghe pháp gì nè quý Phật tử ơi, cái tâm của mình thí dụ như cái tâm của mình mong sao cho nó mau hết đi. Chàng ơi bữa nay làm gì mà ông thầy nói dai dữ vậy trời. Cái tâm đó biến thành mã diện,
Còn cái thân của mình ngồi cứ sửa tới sửa lui, chàng ơi nhức muốn chết, tê muốn chết mà nói hoài không chịu nghỉ, cái bụng đói rồi, đó là ngu đầu. Cái thân của mình là một con trâu đau đớn, cực khổ. Mình thấy mình bị nhức, mình bị tê, mình bị mỏi, cái thân của mình cứ nghiêng cứ ngã hoài, đó là con trâu. Còn cái tâm của mình cứ mong, mình cứ chờ để cho nó mau hết, đó là mã diện. Quý Phật tử ơi, đang ngồi trong đạo tràng mà ngu đầu mã diện nó đứng kế bên không? Kế bên chưa? Cho nên cố gắng đừng bao giờ để thói quen của mình nó dẫn mình đi vào cái cảnh giới của địa ngục. Đừng bao giờ, nghe quý Phật tử, ngồi trong đạo tràng mà làm bạn với ngu đầu mã diện, thấy ghê lắm quý Phật tử ơi. Dạy nó một câu đi quý Phật tử, nó tê cái chân dữ lắm rồi. Nó nói trong tâm của mình những ngôn ngữ thầm lặng, bà kéo cái chân bà gan chút đi, nó tê dữ lắm rồi. Mình sẽ nói theo như ngày xưa mình nuông chiều thói quen, mình kéo cái chân mình ra, mình duỗi thẳng cho nó đỡ tê, phải không? Nuông chiều thói quen. Bây giờ rầy nó một chút đi, ngồi thêm tí nữa đi mày, không có sao đâu. Cái thân này sau này chết rồi nó sình lên, nó xấu quắc hà mà cứ sợ tê hoài. Ngồi chút nữa đi. Có nghĩa là chúng ta phải rầy nó, chứ đừng nuông chiều nó một cách thái quá. Quý Phật tử ơi, 60-70 năm trời nay mình cứ nuông chiều nó hoài. Bây giờ có cái dịp để mà mình rầy nó, có cái dịp để mình trở thành một bà chủ, một cô chủ, một ông chủ một chút đi. Ngày xưa nó chỉ là những tên đầy tớ chạy lòng vòng trong sân của mình. Bây giờ đó, nó trở thành những ông chủ rồi, nó xúi mình làm, xuống khi đi đâu mình đi đó, hiểu không? Nó xuống mình xuống địa ngục nghe lời xuống, nó xuống xuống địa ngạ quỷ cũng nghe lời luôn. Đang đi niệm Phật vậy đó, nó nói vô trong vườn hoa địa ngục, rồi cái bắt đầu nghe theo kéo nhau vô vườn hoa địa ngục ngồi hết. Hiểu không quý Phật tử? Nguyên một đạo tràng mà tự nhiên cái người này giận người kia giận người nọ, là kéo vô trong vườn hoa địa ngục đó. Quý Phật tử thấy nó có tối không? Vẫn sáng như thường. Màu lam của mình đâu có mất màu đâu, phải không? Vẫn màu lam như thường. Mà quý Phật tử ơi, chúng ta đang sống trong, chúng ta đang chiêu cảm trong cảnh giới địa ngục. Cho nên địa ngục nó cũng có mà cũng không. Địa ngục nó không phải là một trái đất riêng nào đó, địa ngục không phải là một hành tinh riêng nào đó. Chính Đức Phật cũng nói cái cõi ta bà của mình cũng là giả quyển do chiêu cảm. Quý Phật tử hiểu không? Thì cái cõi địa ngục cũng chiêu cảm như chúng ta mà thôi. Cái tâm mình nó chiêu cảm ra, rồi mình thấy như thế, rồi mình nghe như thế, rồi mình ngửi cái như thế, rồi mình cảm giác như thế, rồi mình suy tư như thế, hành động như thế, nó tạo nên cảnh giới của mình. Thí dụ cặp mắt của mình, cái cặp mắt của mình nhìn chỗ nào đắm đuối chỗ đó, cái nhìn địa ngục. Thầy nói quý Phật tử nghe, có những cái mà mình không ngờ nó là địa ngục. Thí dụ như sâu dĩa chuỗi này, tự nhiên bữa nay nó là chuỗi mũ thôi, chứ mà nó là chuỗi mà làm bằng tất cả những cái mạc của ngọc Phật ha, Phật ngọc đó. Là sáng giờ là nhìn dữ lắm luôn, nhìn đắm đuối luôn đó. Thì cặp mắt của mình nó trở thành cái nhìn của địa ngục rồi. Mình thấy người ta mặc áo tràng đẹp, mình cứ nhìn đắm đuối hoài, đó là cái nhìn của địa ngục. Thầy nói ở trong đạo thôi nghe quý Phật tử, trong đạo của mình thôi. Còn đi siêu thị mà mình thấy một món đồ mà mình thích đó, không có đủ tiền, không có đủ tiền, mình chắc lưỡi là mình đang chiêu cảm cảnh giới của ngạ quỷ. Mình nhìn cái đó mà đắm đuối, mình chiêu cảm cảnh giới của địa ngục. Rồi rình qua rình lại chôm của người ta, cảnh giới của súc sinh. Chỉ cần một hành động nhỏ thôi, chúng ta đã xuyên qua tam đồ rồi đó quý Phật tử. Ba cảnh giới rồi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh rồi. Đâu có cần mình đi xa đâu quý Phật tử, đâu có cần chết rồi mới chiêu cảm đâu. Mình đang sống mà mình vẫn chiêu cảm đó quý Phật tử à. Hiểu không? Ở đây thầy nói trong đạo tràng của mình vậy đó, lên ngồi ăn cơm quả đường. Và miếng cơm vô, miếng cơm nó hơi còn hơi cứng, nó chưa chín tới. Trong bụng bực mình rồi, đau bao tử mà ăn cơm kiểu này ăn gì nổi. Phải không? Là chiêu cảm cái niệm của địa ngục rồi. Thấy không? Rồi một hồi cái ăn không được, đói. Đói rồi cái tu không được, nó thèm cơm, mà cơm thì cơm sống. Bắt đầu cái tâm của mình vừa niệm Phật mà vừa đói, đó là cái niệm ngã quỷ rồi. Rồi bắt đầu cái hai ba bà ăn không được súng nhau đó, thì cái nhà bếp này tệ gì tệ, tối ngày không biết có một cái nồi cơm mà nấu cũng không xong nữa. Bắt đầu ra là cảnh giới của súc sinh không. Chỉ có một chút xíu thôi mà chúng ta đã xuyên qua ba cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh rồi đó quý Phật tử à. Vậy thì
tất cả những sự tích lũy công đức của mình từ sáng cho tới chiều, quý Phật tử không đủ để cho địa ngục ngạ quỷ súc sinh xài đâu. Không có đủ. Thành ra rồi mình tu hoài mà mình nói tại sao mà sao con tu hoài mà sao con gặp nạn hoài, còn miếng phước nào đâu mà không gặp nạn. Hiểu không? Phước của mình là gì? Là toàn bộ giấy tờ. Mình đi mình gặp cái tai nạn, mình trình giấy tờ ra thì qua khỏi tai nạn thôi. Hiểu không quý Phật tử? Thí dụ mình đi, mình đói. Đói là một cái nạn ở trong đoạn đường đi, nhưng mà trong túi có tiền, hết đói. Hiểu không? Tiền là phước. Cái nạn nó cũng giống như đói vậy quý Phật tử. Mình có cái phước mình để dành trong túi của mình, khi gặp nạn móc phước ra để mà mình xài thì cái nạn nó hết thôi. Còn bây giờ mình tu mà quý Phật tử cứ xài tất cả những cái phước báo của mình, mình cứ để mình nuôi địa ngục, mình nuôi ngạ quỷ, mình nuôi súc sinh hoài ở trong cuộc đời của mình hiện tại, thì quý Phật tử ơi, cái phước mình đâu còn nữa đâu. Hiểu không? Một người bệnh, hai người bệnh, ba người bệnh, nhưng mà một người bệnh đang sống trong địa ngục, người bệnh thứ hai sống trong ngạ quỷ, người bệnh thứ ba sống trong súc sinh. Người bệnh mà sống trong địa ngục cứ ôm cái bụng đau hoài luôn, rồi bắt đầu chấp giao trong chỗ đau cái bệnh này nè. Niệm Phật đi cô, niệm không nổi nữa, đau quá niệm không nổi nữa. Người bệnh đó đang dính vào địa ngục. Rồi cũng bệnh vậy đó, đòi ăn hoài. Má ơi, bác sĩ nói má đừng có ăn cái này nó trúng quá à. Tao thèm quá, mày cho tao ăn tao chết tao cũng chịu nữa. Tức là chúng ta đang lọt vào cảnh giới của ngạ quỷ. Còn cũng bệnh nữa, trời ơi đau quá, đó là súc sinh. Thay vì đau quá mình nói Phật ơi, dùng cái từ trời ơi mình đổi qua cái từ Phật ơi, thì quý Phật tử ơi, từ súc sinh nó lên cảnh giới của Bồ Tát rồi đó. Tại vì cái tiếng trời ơi có nghĩa là chửi mắng trời đất. Nhưng mà Phật ơi, hình như mình gian sinh nài nỉ, quý Phật tử hiểu không? Mình xin Phật rõ ràng. Cho nên hai cái âm thanh thốt ra đều kêu hết, trời ơi và chữ Phật ơi đều kêu, đều gọi, đều réo hết. Nhưng mà một tiếng kêu để mà chửi và một tiếng kêu để mà cầu nguyện. Tại sao mình bệnh mà mình cứ để cho cái thân bệnh của mình nó cứ lọt vào những cảnh giới đó hoài quý Phật tử? Cho nên bệnh nó có hết hay không quý Phật tử ơi? Chừng nào cái bệnh của mình nằm ở cõi trời tự nhiên nó hết. Tại vì cõi trời sống lâu mà, phải không? Cõi trời vô bệnh mà. Cho nên cái bệnh của mình mà mình đưa lên cõi trời thì nó hết bệnh quý Phật tử. Thân xác này rồi ai cũng chết, người nào cũng vậy hết. Người bệnh cũng chết, người không bệnh cũng chết. Người mà đẹp thiệt là đẹp như hoa hậu rồi cũng chết. Người xấu thiệt là xấu rồi cũng chết. Người giàu cũng chết, người nghèo cũng chết. Quý Phật tử ơi, họ hơn mình có nghĩa là họ ăn những món ăn hình như ngon hơn mình, nhưng mà chưa chắc gì là có phước hơn mình. Người nghèo họ ăn cơm, luộc rau, xịt nước tương rồi xong, cắt vài ba trái cà vô, thấy họ nghèo đó, nhưng mà tâm của họ giàu, giàu lòng từ bi, đúng không quý Phật tử? Không có tiền mua thịt mua cá nhưng mà ăn cái này tuy nghèo nhưng mà sung sướng hạnh phúc. Còn người giàu có đôi khi ăn cái món này rồi, thịt nào tao cũng ăn hết rồi đó. Bà già nghe, thịt khỉ tao chưa ăn, kêu con phải mua thịt khỉ về ăn. Quý Phật tử thấy đòi hỏi tất cả những cái mà nó không đúng. Cho nên giàu ăn cái gì cũng được, muốn ăn xương thịt ai cũng được hết. Nhưng mà chưa chắc gì họ đã giàu, phải không quý Phật tử? Họ đang sống trong sự không có hạnh phúc, sống trong sự bất hạnh đó. Cho nên thầy muốn nói cái chỗ ai cũng chết, nhưng mà mình làm sao cho cái chết của mình đừng có dính vào địa ngục, cái chết của mình đừng dính vào ngạ quỷ và súc sinh. Mình làm sao thân của mình bệnh mà mình về cảnh giới cõi trời. Hoặc là mình đi sao mà mình niếm tay của Phật A Di Đà mình về chứ. Dù bệnh cũng vậy, đâu có ai sao, không có ai chết đâu. Giống như huynh Tịnh Dũng của mình ở đây, bệnh đau đớn vô cùng, nhắn cái tin cho sư phụ: sư phụ ơi con đau quá. Sư phụ mới nói rằng là đừng cho cái tâm của Tịnh Dũng đau. Chỉ nhắc một câu vậy thôi. Làm người mà bây giờ không bệnh nó cũng đau, nó đau đủ thứ hơn Tịnh Dũng à. Nhưng mà đừng, và cố gắng đừng để cái tâm của mình đau. Quý Phật tử ơi, Tịnh Dũng niệm Phật, niệm Phật, đến cái lúc mà sắp sửa lâm chung rồi, người ta đọc Nam Mô A Di Đà Phật, Tịnh Dũng vẫn Nam Mô A Di Đà Phật, đọc từ chữ, từ chữ, từ chữ, rồi cuối cùng rồi Phật, 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 rồi hết hơi và không còn niệm được nữa mà đi.
Quý Phật tử thấy vẫn đau đó, thân của mình nó vẫn có con trâu, tâm của mình cũng xuất hiện con ngựa đó, ngưu đầu mã diện vẫn có đó, nhưng mà lòn lách để cuối cùng giữ được chánh niệm và đi thẳng một con đường không lạc vào xáo nẻo, đi thẳng về Phật. Quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta bây giờ mình đang sống nè, mà mình không xuyên qua cái bùng binh đó, để rồi mình đi lạc vào trong bùng binh đó, rồi mơ mốt sắp sửa chết đó, mình mò con đường đi về Phật lâu lắm nha, phải không? Lang thang trong cái sáu con đường đó hoài. Nội cái ở Sài Gòn có cái ngã sáu thôi, mà đi không biết đường đi cũng lạc nữa, chứ đừng có nói cái ngã sáu của cuộc đời, hiểu không? Mình lạc vào trong đó rồi đó, mà không khéo đó, rồi tới ngày chết rồi không có đường ra, không có lối thoát đó quý Phật tử. Cho nên ở đây, trong cuộc sống của mình, quý Phật tử ơi, tu nó dễ vô cùng, mà tại sao thầy không hiểu mọi người đều cứ dừng chân ở lại? Người ta chửi mình mà mình cứ dính vào trong cái chửi hoài là mình dừng chân ở lại cõi địa ngục rồi đó. Một con thuyền đi thẳng ra biển, biển của Phật, biển của Pháp mênh mông, thân thể của mình là chiếc thuyền và mình, tâm của mình chính là người tài công đang lèo lái con thuyền của chính mình. Trên đoạn đường đi thẳng ra biển nó có sáu cái nhánh sông. Quý Phật tử ơi, bà kia bà đứng ở cái nhánh này, bà đứng bà chửi mình. Không có người nào mà dám nói một câu thôi, cảm ơn bà, tôi đi về Phật. Không ai dám nói được câu nói đó hết. Quẹo vô liền đó. Quẹo vô cái nhánh thứ nhất rồi đó, bắt đầu là xăng tay áo, buông cái bánh lái liền chơi. Chìm xuồng hoài luôn quý Phật tử à. Tự mình làm cho mình chìm hoài luôn đó quý Phật tử. Bao nhiêu công đức lành, chèo gần tới nơi rồi, gần tới Phật rồi đó nghe, cũng quay thuyền trở lại để chửi một câu cho nó đã tức. Như vậy là quý Phật tử, chúng ta cứ để cho cái khẩu của mình nó làm cho mình mất đi vô lượng công đức, phải không? Mà mỗi lần mà mất vô lượng công đức đó thì mất luôn vô lượng thọ. Vô lượng thọ có nghĩa là cái tâm của mình định, vững vàng, không chao đảo, không lay động. Người nào mà vững vàng, không chao đảo, không lay động là vô lượng thọ rồi, hiểu không? Đói bụng bình thường, quan trọng nhất là tâm của mình có đối pháp hay không. Thí dụ mình nói với mình như vậy quý Phật tử, cái thói quen của mình mỗi lần đói là bắt đầu nó xào xáo, mỗi lần đói bắt đầu nó cự nự, mỗi lần đói nó xúi giục mình đủ điều hết, phải không? Đói bụng cái quạo đeo, người ta lợi, người ta khiều, người ta hỏi chuyện là nạt đạt tứ người ta luôn. Cái đó là thói quen của mình, mình đã để cho thói quen nó làm chủ mình từ lâu, cho nên mỗi lần đói bụng là mình mất đi tư cách của một con người, mỗi lần đói bụng mất phong độ của một người con Phật. Mỗi lần mà mình đói bụng cái là mình không còn là, mình không còn là những cái gọi là cái gì quý Phật tử, là Phật tử thuần thanh nữa. Đói một cái rồi cái là bắt đầu nó lộn xộn con người hết rồi, phải không? Như vậy là mình đã đánh mất A Di Đà vô lượng thọ rồi. Đánh mất A Di Đà vô lượng thọ, tại sao mà mình đói bụng mà mình quạo đeo vậy? Vì không có ánh sáng A Di Đà vô lượng quang. Chứ nếu mà mình có ánh sáng A Di Đà vô lượng quang, mình có quạo không? Mất ánh sáng, mất cái sự định tâm, mất luôn công đức lành. Cho nên khi mà đói bụng quá quý Phật tử mà về, thí dụ ở nhà cũng vậy, đi công chuyện về trễ đói quá, dặn ở nhà mấy đứa con ấy nấu cơm mà về nó chưa nấu, cái điều đầu tiên hết xuống địa ngục nè là chữ liền. Xuống địa ngục không? Quý Phật tử có chửi đi nữa nồi cơm nó có kịp chín không? Chửi tùm lum hết, đó là mình đang sống trong địa ngục. Nó chửi rồi tức lên rồi này kia, rồi càng đói càng này kia, tao không ăn cơm luôn, tao nhịn đói tới chiều luôn đó. Tự nhiên rồi mình giận con mình, rồi mình sống trong ngạ quỷ. Quý Phật tử ơi, tất cả những cái mà gọi là hành tung của cuộc đời mà những người con Phật mặc áo tràng lam đó, đáng lẽ ra chúng ta đã tích lũy từ lâu mọi công đức lành. Cái thân người là cái trung tâm của vũ trụ. Tại sao Đức Phật không thuyết pháp, không thành đạo ở cõi trời, không thành đạo ở cõi A-tu-la, không thành đạo ở cõi địa ngục ngạ quỷ súc sinh, mà phải thành đạo ở cõi trời quý Phật tử? Thành đạo ở cõi người, bởi vì con người là trung tâm, con người là cái nơi mà tất cả chúng ta có một khả năng để mà chúng ta giác ngộ. Vậy mà quý Phật tử hiện tại bây giờ mình mang thân người rồi, mình có một khả năng lớn. Tại sao cõi trời nó không có? Bởi vì cái phước nó lớn quá, cho nên rồi nó lo nó hưởng thụ không, không có khả năng giác ngộ. Còn mình ở đây phước và khổ bằng nhau, cho nên mình mới có khả năng nhận định được cuộc sống, và mình có thể mình nhìn rõ bộ mặt của cuộc đời, phải không quý Phật tử?
Thì như vậy đó mình mới có cái khả năng mình phát hiện ra ba nẻo sáu đường ở đâu hết. Vậy đó mà mình cứ lạc bước vào trong đó hoài luôn, mình cứ lạc hàng ngày luôn quý Phật tử. Ở nhà cũng bị lạc, vô trong chùa cũng bị lạc, đời cũng bị lạc vào địa ngục, đạo cũng bị lạc vào trong địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Vậy thì còn cái chỗ nào để mình thoát ra được không quý Phật tử? Đời và đạo là hai cái bến đổ của ân tình. Vậy mà bến đời mình đi vào trong địa ngục ngạ quỷ súc sinh, còn bến đạo nó cũng thế luôn, rồi làm sao có cái chỗ nào để mình về Phật đây? Cho nên mới mốt quý Phật tử ơi, hãy Phật hóa gia đình, đi về nhà của mình, căn nhà của mình cũng là đạo tràng tu của mình đó quý Phật tử. Thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ thấy chỗ đó cũng có Phật. Hiểu không? Mình đi ngang qua một cây cầu, quý Phật tử muốn cho tâm của mình đừng dính vào ba cái chỗ, sáu cái chỗ. Đi ngang cây cầu, quý Phật tử dừng lại bên đầu cầu bên đây. Nam mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà. Hôm nay Phật A Di Đà đã hiện thân thành chiếc cầu để đưa cho con từ bờ bên đây qua bờ bên kia. Con cảm ơn Ngài. Cúi đầu chào cây cầu vì thấy cây cầu là sự hóa thân của Phật A Di Đà, Pháp Giới Tạng Thân. Thì quý Phật tử thấy mình đang đi ngoài đường cũng có Phật. Mình cầm ly nước lên mình uống, mà trước khi uống để ly nước xuống và nhìn thẳng vào ly nước. Nam mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Hôm nay Ngài đã hóa thân thành từng giọt nước mát trong lành để giúp cho con giải trừ cơn khát. Con cảm ơn Ngài. Nhìn ly nước cũng là Phật A Di Đà. Thì quý Phật tử thấy rằng niệm Phật nhất tâm bất loạn là như vậy, chứ không phải Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, không phải như vậy đâu. Niệm Phật nhất tâm bất loạn có nghĩa là mình nhìn chỗ nào cũng có Phật. Mình nhìn một cánh hoa cũng có Phật. Mình đi vào trong đạo tràng, mình nhìn cánh hoa, mình nói A Di Đà, Nam mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Hôm nay Ngài đã hóa hiện thành từng cánh hoa trang nghiêm. Hôm nay Ngài đã làm cho tâm của con tự nhiên nó bớt buồn, tâm của con nó vơi đi nỗi khổ, con cảm ơn Ngài. Khi quý Phật tử buồn, khi quý Phật tử khổ, khi quý Phật tử bị bệnh, mà nhìn thấy một cánh hoa, mình bớt bệnh liền, đúng không? Mình vui lại. Thì đó chính là sự hóa thân của Phật để giúp cho chúng ta vơi đi nỗi khổ, vơi đi cái cơn đau của bệnh. Thì quý Phật tử thấy chỗ nào cũng có Phật, nằm trong bệnh viện cũng có Phật, phải không? Người ta ôm một bó hoa vô, mình nhìn cái, mình nói A-di-đà Phật, hôm nay bạn của con đang thỉnh Ngài đến đây cho con cảm ơn Ngài. Thì quý Phật tử thấy cuộc đời của mình sẽ không bao giờ dính vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh trời người Atula nữa, mà tâm của mình đang gửi gắm lên trên cõi Phật. Cuộc đời nó quá tốt như vậy, nhưng mà tại sao chúng ta không có ai chịu đi hết? Chiếc xe Phật chờ hoài mà đứa con của Phật nó đi ngang xe vậy đó, được cái nó ngồi lơ không, mở cửa sẵn chờ luôn vậy đó quý Phật tử. Ngồi trên xe quý Phật tử ơi, ông tài xế đó, ông ngồi trên xe nhìn mặt quen lắm, bổn sư A Di Đà Từ Phụ đang điều khiển chiếc xe. Hai người, người đứng cửa trước, người đứng cửa sau, tạm gọi là sứ giả Tây Phương, là Quán Thế Âm Đại Thế Chí, chờ mình để mà ngoắt mình, để mà níu tay mình đi lên. Mà tất cả chúng ta đi ngang, chúng ta cúi đầu, chúng ta nhắm mắt, và chúng ta vô tình dữ lắm luôn. Hiểu không? Không chịu. Tại vì mà khi bà đang chửi con, khoan để con tính bà trước rồi con mới tính tới Ngài, thất bại không? Tại sao một Phật mà mình lại không chịu tới, mà mình cứ đâm đầu vào trong cảnh giới của địa ngục để thanh toán, để đấu tranh, để mà trừng trị lẫn nhau quý Phật tử? Cho nên thầy nói cho quý Phật tử nghe, cái người nào đó, cái chánh niệm của mình đang có, mà mình để chánh niệm của mình bị ô nhiễm. Thí dụ mình chánh niệm mình ngồi mình nghe pháp nè, mà hoặc là mình ngồi mình đọc kinh nè, đó là chánh niệm đó. Hoặc là mình đi từ thiện, đó là chánh niệm đó quý Phật tử. Nhưng mà khi mình đi từ thiện rồi, cái chánh niệm của mình đang có đó, nhưng mà vì lợi lộc mình để cho chánh niệm của mình bị nhiễm trùng, nhiễm trùng tham, hiểu không? Chánh niệm mình đang tốt vậy đó, cái bắt đầu cái bả gửi tiền nhiều quá. Bây giờ người ta không có đi mà người ta gửi cúng tiền quá xá nhiều rồi, mướn chiếc xe có 5 triệu mà giờ người ta gửi cúng 30-40 triệu rồi, nhiều quá rồi. Thì thay vì trả tiền xe 5 triệu còn 35 triệu đi cúng 10 triệu là nghịch, chỗ đó người ta mừng dữ lắm rồi, phải không? Không thông báo cho cả một đoàn mà tự mình đi cúng bao thơ 10 triệu còn 20 triệu bỏ túi. Thì quý Phật tử ơi, chánh niệm lòng từ thiện của mình đang bị nhiễm trùng. Đạo tràng của mình có ai bị nhiễm trùng kiểu đó không? Nhưng mà mọi người cũng bị nhiễm trùng. Thầy nói ví dụ như quý Phật tử nè, quý Phật tử đi ra một cái siêu thị hoa,
Ni sư nói: con ơi, con ra ngoài con mua bông về chân cúng. Mình đi ra ngoài siêu thị mình mua, ra ngoài gặp Phật tử quen: ủa chị mua bông chi vậy? Dạ vô chùa tôi cúng, bữa nay chùa có lễ. À, thôi chị cho tôi hùng phước nha, cái phần này tôi trả tiền hết. Sư cô ôm một cái, cô Phật tử đó ôm một bó hoa về, kể với mọi người nghe: chùa này đó ha, một tay tôi lo bông hoa không, tôi bỏ tiền tôi mua hết. Quý Phật tử ơi, cái tội thứ nhất là qua mặt Phật, tội thứ hai ăn cướp công đức của người khác, bị nhiễm trùng không? Rồi sau này cái lớn lên, cái già đi, cái bác sĩ nói: cô ơi, cô bị bệnh này hết thuốc chữa rồi, máu của cô bị nhiễm trùng. Chánh niệm của mình là gì? Là dòng máu để nuôi Phật, máu ở trong con người của mình để nuôi thân, phải không? Mà cái máu nuôi Phật bị nhiễm trùng thì cái máu nuôi thân này cũng bị nhiễm trùng luôn đó quý Phật tử. Cho nên cái bệnh là từ đâu? Cái thân bệnh do tâm bệnh của chúng ta tạo ra đó quý Phật tử. Cho nên rồi đó, mình là thầy dặn quý Phật tử nè, mình làm công đức lành, ông Phật không có kêu. Nhớ nghe quý Phật tử, ông Phật đâu có nói: cô Diệu Qua, cô Diệu Quý, cô này cô kia đi mua bông vô cúng tôi. Ông Phật không có kêu. Ở đây thầy muốn nói cho quý Phật tử nghe, quý thầy xuất gia và quý Phật tử tại gia là hai đứa con của Phật. Quý thầy là những đứa con coi chừng nhà cho Phật, còn quý Phật tử là những đứa con giống như kiểu mình buôn bán, mình làm việc ở ngoài để mà mình lo cho Phật. Một đứa con ở ngoài, một đứa con ở trong, hiểu không? Ông Phật không có đâu nói: cô đi mua bông cúng tôi, cô mua dầu lửa đốt đèn cho tôi. Phật không kêu. Vậy đó mà bây giờ đi mua vô kể lễ, tôi lo cho Phật biết tôi đuối luôn, bắt đầu là mất hết công đức không? Ông Phật ông đâu có kêu mình đâu, mà kể lễ mỗi lần mà có lễ lọc gì là kể thôi. Gặp Phật tử nào cũng kể: tôi đuối dữ lắm, tôi bỏ tiền ra hết, tôi đuối quá trời rồi. Mà thiệt sự ra cũng có bỏ chút đỉnh, nhưng mà của người ta hùng vô nữa, tại sao mình không kể cái hùng của người ta vô? Ông Phật đâu có kêu mình đâu mà mình cứ kể lễ hoài. Như vậy là chúng ta đang ở trong chùa, chúng ta đang lo cho chùa, mà chúng ta đang sống trong cảnh giới của địa ngục. Tự nhiên á, mình đang mặc áo của Phật, quý Phật tử mặc áo của Phật, đang lo cho Phật, mà quý Phật tử ơi, tự mình chiêu cảm ra một cảnh giới của địa ngục, nó lãng, thiệt là lãng luôn, phải không? Cũng giống như ông giám đốc vậy đó, đang làm một giám đốc một công ty vậy đó, rồi làm những cái chuyện mà bị nhiễm trùng. Thay vì công ty một giám đốc làm cái chuyện chân chính đi, tự nhiên làm những cái chuyện cho cái công việc của mình bị nhiễm trùng. Rồi ông đang ngồi trên cái ghế giám đốc mà lệnh truy nã của ông dán đầy đường hết. Quý Phật tử ơi, có nghĩa là tại sao mình không sống trong cái ông giám đốc của một công ty, mà mình chiêu cảm chi đến cái chuyện mà bị truy nã, công an đang bắt mình, hiểu không? Đó là địa ngục đó. Mình cũng giống như vậy. Quý Phật tử mặc áo tràng lam, mình là những người con của Phật, tại sao mình không sống trong thế giới của Phật, mà mỗi lần như vậy là mình cứ chiêu cảm ra cái cảnh giới của địa ngục hoài. Ở đây có nhiều Phật tử kể lễ lắm. Thầy biết á, tôi vô trong chùa bữa nay lễ, tôi làm một mình tu thôi, đứng dưới bếp nó nóng gần chết luôn vậy đó. Thế mà mỗi lần mình nói mình cực nhiều, có nghĩa là mình muốn người ta khen mình nhiều. Quý Phật tử thấy không? Mà như vậy là địa ngục, là ngạ quỷ, là súc sinh rồi. Ông Phật không kêu mình đâu. Nhiệm vụ của mình phải làm quý Phật tử à. Cái ơn của Phật lớn hơn cái chuyện của mình quá nhiều. 2500 năm trước Đức Phật đã hy sinh quá nhiều, vô lượng kiếp Đức Phật cũng đã hy sinh quá nhiều rồi quý Phật tử. Đức Phật đã hy sinh 40 năm công đức tuổi thọ của mình để giúp cho mình bình yên để mình tu. Sự hy sinh của Phật nhiều lắm. Vậy mà bây giờ lo cho Phật cái kể liền. Lo cho Phật con chút là kể lễ đủ điều, đem gạo vô để cúng, để mà làm cơm, nấu cơm cúng dường cho Phật. Cũng có 50 kg, ông Phật ông ăn không biết bao lâu rồi, mà năm nay, năm ngoái, năm kia, năm kìa gì đó, nó kể hoài luôn. Mà Phật dám ăn không quý Phật tử? Hồi năm ngoái tôi có cúng 50 kg gạo đó, 12 tháng trời 50 kg gạo Phật ăn đâu có đủ đâu. Vậy mà cứ kể lễ hoài. Cái chùa này không có tôi là không bao giờ làm được việc. Nói để cho người ta khen, nói để lấy lòng người ta, nói mà để lấy cảm tình. Như vậy là mình sai hoàn toàn quý Phật tử à. Có nhiều Phật tử vô trong chùa đó, làm này kia đi nọ, làm cái bằng vui dữ lắm, làm cho người ta thấy, để người ta thương mình. Tội nghiệp cái cô này quá, tội nghiệp cái cô này quá. Quý Phật tử ơi, quan trọng nhất không phải là chúng sinh thương mình,
Mà quan trọng nhất là Phật có chịu mình hay không, và hộ pháp có đồng ý với mình hay không. Tất cả mọi người đều khen mình hết. Tội nghiệp cô này, tội nghiệp chú này, tội nghiệp thầy này, tội nghiệp sư cô này, ni sư này, tội nghiệp người ta, tội nghiệp thôi. Mà ông hộ pháp nói: Bạch Đức Thế Tôn, thôi đừng có ăn đồ của nó nữa, nó kể lễ quá, đừng có ăn là kể như tiêu rồi. Thấy không quý Phật tử? Tu không có kể. Và nhất là đừng ăn cướp công đức của người khác. Tội lắm quý Phật tử à. Mình ăn cướp của thiên hạ, mình lấy người ta sợi dây chuyền, mình lấy người ta tất cả những cái gì đó, thì luân hồi thường mạng lẫn nhau. Lấy người ta sợi dây chuyền, kiếp sau người ta lấy lại sợi dây chuyền của mình quê. Nhưng mà ăn cướp công đức, mãi mãi luân hồi đọa lạc, trầm luân trả hoài không hết quý Phật tử. Ăn hoài trả hoài không hết đâu. Ví dụ nha, sư cô đưa tiền cho mình đi ra chợ, con mua giùm cho sư cô ký lô tàu hủ kỳ, rồi mua thêm cái này cái kia nữa, tổng cộng sư cô đưa mấy trăm ngàn đó đi chợ. Đi ra chợ tự nhiên rồi gặp cái bà đó cũng quen rồi. Thế bà bỏ ra bà trả mấy trăm ngàn rồi đem về, đem về đưa sư cô thôi. Mà không nói thôi quý Phật tử à, không nói cái này của người ta cúng dường, con gửi tiền lại cho sư cô, không nói một câu nào hết. Quý Phật tử ơi, mình vừa qua mặt sư cô, tức là gạt lường gạt sư cô, mà ăn cướp công đức của người cúng dường luôn nữa. Cái tội nó chồng chất lên như vậy, rồi cái mơi mốt cái mất cái thân người quý Phật tử ơi, rồi đau đớn rồi khó chịu. Mà có lỡ giữ được thân người đi quý Phật tử, cứ lê lết xin người ta từng miếng cơm, mà người ta còn nạt ngừng nổ, người ta còn đuổi ra khỏi cái chỗ đó nữa. Rồi cái tắc vô buồn, sao cũng là người với nhau mà tại sao có người ăn quá dư, có người thiếu thốn. Quý Phật tử ơi, mình ăn cướp kiểu đó mà, mình qua mặt kiểu đó, mình lường gạt kiểu đó, mà bây giờ kêu mình giàu, kêu mình sống sung sướng hạnh phúc làm sao có, phải không? Tự chúng ta chiêu cảm ra những cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh của mình không đó quý Phật tử. Trong gia đình vợ chồng cứ chửi lộn nhau hoài, trong gia đình người vợ chồng cứ hằng học với nhau hoài, cắn đắng với nhau hoài, con cái nó bỏ đi tứ tán hết. Điều đầu tiên chiêu cảm súc sinh. Súc sinh là gì? Không có trật tự. Súc sinh là số bồ số bổn. Súc sinh là cứ mắng chửi. Hai con chó nó đứng nó sủa với nhau, đó là con là súc sinh đó, phải không? Mình là con người mà mình cứ cả chiêu cảm ra cái cảnh giới súc sinh đó, rồi cái bắt đầu gây lộn với nhau. Vợ không thèm nấu cơm, chồng giận quá kéo gặt mấy người, kéo cái đùng bể hết, tao không nấu cơm luôn. Chồng đói, vợ đói, hai đứa con đói luôn. Chiêu cảm cảnh giới ngạo quỷ không? Chiêu cảm không? Mà mỗi lần ba má nó gây lộn, cuộc đời của mấy đứa con nó đang giống như giam mình trong địa ngục với quý Phật tử. Nó lạnh lẽo, nó ôm âm u mà nó ghê rợn lắm. Cho nên tự chúng ta đi chiêu cảm ra những cảnh giới như vậy, là địa ngục, là ngạ quỷ, là súc sinh rồi đó quý Phật tử. Chỉ cần chồng giận thì vợ bớt lời quý Phật tử ơi, đau lợi thiên cung đó. Chồng giận thì vợ bớt lời, có gì đâu, phải không? Hai vợ chồng sống chung với nhau nghèo nhưng mà đang ở cảnh giới cõi trời, còn giàu quá đang sống trong địa ngục. Giàu lắm về đưa tiền cho vợ, đưa tiền cho vợ mà đi sáng đêm luôn, phải không? Thì hai vợ chồng sống trong căn nhà đó là địa ngục, là ngạ quỷ, là súc sinh rồi. Còn hai vợ chồng người ta nghèo, chồng đi làm hồ không có giàu, mà vừa đi về tới nhà vậy đó, cái bắt đầu gặp mấy cái bà kia, rồi là bữa nay chủ nhật không lãnh lương chưa, hôm nay chiều thứ bảy rồi, móc túi lấy này kia kia nọ, thấy không? Móc túi lấy thì chồng nó biết, về lần nào bà cũng lộn sạch hết. Bắt đầu ví dụ như một tuần nó lãnh được 2 triệu đi, nó lấy 500 ngàn nhét dưới chân nữa. Mà lấy 500 ngàn nhét dưới chân thì thằng chồng đang sống trong cảnh giới của ngạ quỷ rồi quý Phật tử. Còn con vợ mà lột đồ, lột quần áo, lột tiền của chồng cũng sống trong ngạ quỷ luôn. Thấy không? Tại sao cứ chiêu cảm chi ba cảnh giới đó hoài không hiểu quý Phật tử? Thay vì bây giờ đó, một người vợ mà nói rằng là đang sống trong cảnh giới của thiên nữ nè, không cần lột, không cần chấn ché gì hết, mà mình làm sao trong cảnh giới của cõi trời, anh ấy tự giác đưa cho mình, được không? Làm được phải không quý Phật tử? Thì bây giờ nó đi làm hồ cực khổ, nó về tới chiều thứ bảy nó về rồi, nghe tiếng xe Honda nó đậu ở ngoài sân, ở trong đây lấy cái thau inox ra, chế nước sôi vô pha nước ấm, bỏ cái khăn vô xịt dầu thơm vô trước đi.
Nó vừa bước vô tới cái cửa thôi quý Phật tử ơi, xả cái khăn chụp cái đầu lau mặt cho anh ấy liền. Tự nhiên cái bắt đầu chồng nó nói 20 năm rồi tôi chờ bà chỉ có một cái chuyện này thôi bà ơi. Phải không quý Phật tử? Người đàn ông là mạnh mẽ, họ thiếu một chút thôi, cái sự mềm mại âu yếm họ thiếu một chút đó. Mà nếu người phụ nữ mà chỉ cần thể hiện một chút mềm mại âu yếm đó là quý Phật tử ơi, đầy đủ và hạnh phúc đó. Rồi bữa nay đủ từng anh đưa cho em cất nè, xong. Con vợ khỏi chấn, chồng khỏi giếm, thấy không? Đang sống trong cảnh giới của chư thiên đó quý Phật tử. Cảnh giới của cõi trời hạnh phúc đó. Mặc dù đi làm hồ, mặc dù nhà nghèo, nhưng mà đang sống trong tâm của cõi trời. Con vợ đang nằm bệnh vậy đó, nó rên dữ lắm luôn, là tại vì nó đang bị cảnh giới của bệnh mà nó làm cho mình lạc lõng qua cảnh giới của địa ngục. Bệnh mà còn buồn nữa, chồng không hỏi han, không dòm ngó gì tới luôn, thì quý Phật tử thấy buồn không? Bệnh ít nó thành bệnh nhiều luôn đó quý Phật tử. Thì nó bệnh nó trở thành địa ngục, cái bệnh nó trở thành ngạ quỷ, cái bệnh nó trở thành súc sinh không? Bực mình rồi mắng rồi chửi, nó bóng nó gió này kia nọ là súc sinh rồi. Rồi nằm cái nghi ngờ, mình bệnh mình nằm ở đây, nó bỏ nó đi hoài, nó theo con nào rồi? Thấy ngạ quỷ chưa? Nó bắt đầu sống ở trong cái sự dằn vặt của địa ngục liền quý Phật tử. Tại sao vợ chồng không thông cảm cho nhau? Quý Phật tử ơi, con vợ nó bị bệnh như vậy đó, nó đang nặng nề như vậy đó, nó cũng chỉ cần một chút gì đó mát mẻ thôi. Chỉ cần chồng chạy đến rồi gờ cái trán vợ cái, bà bị gì bà? Đó, bị sốt, bị cảm, nhức đầu, sổ mũi. Rồi xách xe, mua 1 liều thuốc, 2 liều thuốc, 3 liều thuốc về. Ngồi ngay cái giường đó, bẻ từng viên thuốc ra, rót ly nước uống đi bà. Chỉ cần một câu nói thôi, chưa uống thuốc, bệnh nó bớt 50% rồi. Nó nhẹ người liền rồi quý Phật tử. Nó nói thầm trong bụng, tôi chờ ông 20 năm nay một cái chuyện đó mà thôi. Phải không? Bệnh nhưng mà đang sống trong cõi trời, chứ không sống trong địa ngục quý Phật tử à. À, tại sao mình không giúp cho người ta vượt qua tất cả những cảnh giới mà người ta đang bị mắc cạn ở nơi đó quý Phật tử? Là người con Phật của mình cũng vậy. Mình đi tu ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Để chi vậy? Để mình giúp bạn bè của mình vượt qua cái chỗ mà bị mắc cạn đó. Thầy nói thật luôn đó, tu trong đây có thể chúng ta bị mắc cạn. Người ta bị mắc cạn cái mình đứng mình chửi người ta hoài. Tại sao bà tu gì đâu mà tu đi tới đây bà còn mắc cạn, bà còn đứng ở đó hoài mà không hiểu người ta đang bị mắc cạn. Cứ chửi người ta hoài, mắng người ta hoài, chê bai người ta hoài. Hiểu không quý Phật tử? Tôi tu khóa này tôi đi, khóa sau tôi đi, khóa trước tôi cũng đi. Còn bà này năm chìm bảy nổi, bà đi không điều. Mà quý Phật tử ơi, tại sao mình không tìm hiểu tại sao bà ấy đi không điều, bà bị mắc cạn? Hoàn cảnh thời gian bà đang bị mắc cạn, và nhiệm vụ của chúng ta là những người bạn, chúng ta phải làm sao cho con thuyền của bạn mình đừng bị mắc cạn nữa. Đằng này đứng chê hoài luôn. Thành ra rồi chúng ta thay gì đạo tràng của mình ở trên cõi trời, đạo tràng của mình trong thế giới của Bồ Tát, mà tất cả chúng ta lại tạo cho cái đạo tràng của mình tu theo Phật mà mắc cạn ở địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh hoài luôn. Phải không quý Phật tử? Cho nên cố gắng đi. Lục đạo nó cũng chỉ là những viễn cảnh, lục đạo nó cũng chỉ là tất cả sự chiêu cảm trong tâm của mình thôi. Mình ngồi ở đây, quý Phật tử vui hoài đi. Mình chiêu cảm lên cảnh giới của đâu suốt thiên cung, và mình đang đi kinh hành xung quanh Phật A, Phật Di Lạc. Hiểu không quý Phật tử? Mình cười hoài đi, mình từ bi đi, mình hỷ xả đi, mình buông bỏ đi, mình yêu thương đi. Thì quý Phật tử ơi, chúng ta đang đi kinh hành tán thán Phật Di Lạc. Còn đằng này không, Phật Di Lạc đương lai hạ sanh, mình không đi kinh hành, mình không tán thán, mà tối ngày đó, thôi bạch Đức Thế Tôn, con nói thiệt với Đức Thế Tôn, con tán thán ngài con cũng thích lắm, nhưng mà lên trên đó khó quá, leo lên đó khó quá, lăn tròn tròn xuống dưới này dễ hơn, hiểu không? Con thương người ta khó quá, nhưng mà con đứng con chửi người ta nó dễ hơn đó. Cho nên mình cứ bỏ Phật Di Lạc hoài, rồi mình đi tìm xuống dưới cái mà gọi là cái gì, thập điện Diêm Vương, thập điện Minh Vương, phải không? Đi lên trên kia
Đâu đâu Xuất Đà có A Dật Đa Bồ Tát đang ngồi trên đó chuẩn bị xuống. Ngày xưa các vị tổ của mình thế thân vô trước nè, rồi sư tử giác nè, đi lên trên đó kinh hành niệm Phật. Mà quý Phật tử thấy ba huynh đệ ngồi tu, ông thế thân, ông vô trước, ông sư tử giác. Ông vô trước ông ngồi, ông là sư huynh thế thân, rồi tới sư tử giác. Hai huynh đệ tu thiền xuất thần đi lên trên đó để đi kinh hành tán thán Phật Di Lặc. Đi ba ngày quay trở về, thế thân quay trở về mới nói rằng là em lên trên đó em đi kinh hành ba vòng xong là em về liền đó, là ba ngày đó. Ông sư tử giác còn ngồi hoài luôn, không có về. Vô trước mới nói rồi sư tử giác đâu, không biết luôn. Vô trước bắt đầu mới nhập định xuất thần đi lên, vô nội diện đâu xuất đảnh lễ Đức Phật Di Lặc, đi kiếm hoài không thấy. Ai về đâu sư tử giác đang lạc ở ngoại diện đâu xuất, lạc ngoài kia. Tại vì qua ngoài đó cung phi cung cái gì thiên nữ nhiều quá quý Phật tử ơi. Con gái ở dưới trần gian có nhiều đứa nó cũng đẹp tuyệt vời, ý là con gái ở trời ở cõi người mình là nó xấu thấy sợ luôn đó. Vậy mà cũng có nhiều người mê con gái ở cõi trời, nó xấu dữ lắm luôn, nó đủ cái liệu kiểu xấu hết. Mà Đức Phật nói nó có ngũ cái luôn đó, năm cái điều xấu dữ lắm, hiểu không quý Phật tử? Nhất là Phật tử nữ ngộ đây nè, xấu lắm luôn đó. Vậy mà cũng có người mê, có người chết mệt luôn, nó bỏ nó theo thằng khác mà cũng điện thoại hỏi thăm nữa, thấy không? Huống chi sư tử giác lên tới cõi trời. Con gái ở cõi trời tứ thiên vương nó đẹp, nhưng mà không bằng con gái ở cõi trời Đau Lợi. Con gái cõi trời Đau Lợi đâu có đẹp bằng con gái ở cõi trời Đâu Xuất đâu. Thiên nữ cõi trời Đâu Xuất tuyệt vời luôn. Rồi sư tử giác là người tu mà, cho nên cái phước của người tu nó lớn hơn ông vua ở cõi trời Đâu Xuất luôn quý Phật tử. Ông vua cõi trời Đâu Xuất thấy vậy xuống ngai vàng liền và đưa sư tử giác lên làm vua ở cõi trời Đâu Xuất. Rồi lên trên đó rồi thôi, cung thiên nữ đồ này kia cung phụng đủ điều hết, quên mình là sư tử giác luôn, là sư tử chết. Thấy không? Quên mình là sư tử giác thì biến thành sư tử chết liền. Rồi không chịu về luôn, cuối cùng rồi vô trước trở về quả tán cái xác của sư tử giác ở đây. Sư tử giác không còn quay trở lại được nữa, bị mắc kẹt, bị mắc cạn giữa cõi trời. Thì quý Phật tử ơi, như vậy đó, cho dù mắc cạn cõi trời Đâu Xuất, nhưng mà mắc cạn trong địa ngục của cõi trời, dính mắc trong đó là địa ngục đó quý Phật tử. Hiểu không? Cái tâm mình bị dính mắc, địa là dày chắc, ngục là dính mắc mà quý Phật tử. Sau khi hết được cái phước ở cõi trời rồi, sư tử giác bảo đảm rơi tự do xuống cõi giới, cõi địa ngục liền. Cho nên thầy mong rằng đạo tràng của chúng ta, mình xem kinh mình thấy lục đạo, trời, người, A-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nhất là trong kinh Địa Tạng đồ đó, kinh Pháp Hoa cũng có nói. Nhưng mà quý Phật tử hình dung những cái đó giống như là những cái hành tinh xung quanh mình vậy thôi, những cảnh giới xung quanh mình, cảnh giới vô hình, không phải, những cảnh giới đang thân cận với mình, và cảnh giới đó chính là bản thân mình luôn. Mỗi một ngày thân và tâm của chúng ta có thể đi qua sáu nẻo luôn đó quý Phật tử. Nhiệm vụ của người con Phật là cái gì, tu là gì quý Phật tử biết không? Tránh đi sáu cái nẻo đó. Mình tu mình phải làm sao đi tìm đường để mà thoát ly sáu cái nẻo đó. Bây giờ biết rồi phải không, địa ngục nằm ở đâu biết rồi. Hai vợ chồng cứ cự cãi với nhau đó là địa ngục, rồi không thèm nấu cơm đó là ngạ quỷ. Rồi bắt đầu trên dưới không thuận không hòa dễ trơn đó, xô bộ là súc sinh. Vậy thì từ giờ phút này vợ chồng của con xin hứa với Phật, Phật hóa gia đình, gia đình con sẽ là đạo tràng. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên rồi vợ chồng sống đề huề với nhau. Chồng thấy vợ bệnh đi mua thuốc chăm sóc cho vợ, vợ thấy chồng làm cực khổ, mỗi lần về cứ hãy săn sóc, hãy chiều chuộng, lau mặt cho chồng một cái đi, hãy móc túi người ta, ví dụ vậy đó. Vậy thì tự nhiên gia đình của mình trở thành thiên cung, gia đình của mình trở thành thành thiên đường đó quý Phật tử, phải không? Sống với nhau, hiểu với nhau thì đó là Bồ Tát đó quý Phật tử. Cho nên thầy mong rằng đạo tràng của mình nó đừng có hiểu một cách sai, chết rồi tôi mới xuống địa ngục. Mà quý Phật tử ơi, địa ngục nó hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, hằng giây hiển hiện trước mặt mình. Chỉ cần ngồi ở đây mà nó đã có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh rồi, đã có rồi đó quý Phật tử. Hồi nãy giờ ai có thấy mình bị tê chân nhức chân chưa? Hễ mà thấy mà không thèm rầy nó là dính mặt, là địa ngục.
rồi lắc qua lắc lại, rồi ẩn tới ẩn luôn là ngã quỷ, phải không? Rồi mong rồi chờ cho nó mau hết đi, chèn ơi giờ này mà nói quậy trời, đó là xúc sinh, hiểu không quý Phật tử? Cho nên chỉ cần một niệm của mình thôi là mình đã sống trong địa ngục ngạ quỷ xúc sinh. Chỉ cần một niệm của mình thôi, thăng hoa sáo nẻo thành Phật, thành Phật quốc. Thăng hoa sáo nẻo thành Phật quốc liền đó quý Phật tử à, hiểu không? Thầy mong rằng quý Phật tử ơi, mình tu đó nó dễ dữ lắm luôn, mà quý Phật tử không ai mà chịu đi hết. Con đường phía trước nó động thênh thang, con đường về Phật nó đâu có cái gì đâu. Ông Phật nói con ơi, con đường đi về chỗ của ta nhẹ lắm, tại vì Đức Phật nó buông bỏ hết mà. Con cứ đi đi về bên Phật có đầy đủ hết, đừng có sách tất cả những cái gì của cõi trần tục mà lên trên đây, hiểu không? Ở Phật có hết đó. Xe Honda ở dưới đây đó là phương tiện đi tới đi lui, nhưng mà chạy hồi phải vô trạm đổ xăng, chạy hồi phải vô trạm đổ xăng. Con bỏ đi xe hơi, xe Honda con bỏ hết đi, lên trên đây Như Lai tặng cho con một cái bông sen, con đứng trên đó đi hoài không đổ xăng luôn. Muốn đi là tưởng tượng lên là nó đi, muốn đi đâu đi đó, mà sáng thức dậy đi, đi nhặt qua, đi mười phương chư Phật luôn, cúng dường xong rồi quay trở về cõi này, cõi của Phật thế A-di-đà, vẫn còn kịp để mà cúng ngọ mà quý Phật tử, hiểu không? Đâu có ghé vô đổ xăng chi cho nó cực vậy. Vậy đó, mà trước khi chết nhớ hoài chiếc xe mới mua chạy mới có 2 lần giờ chết rồi, thấy không? Rồi cứ nhớ chiếc xe không. Rồi con cháu thiệt tình luôn, để cho cha mẹ mình đi cho nó khỏe đi, không vậy đó mà đi bên kia kêu thợ làm chiếc xe bằng giấy đốt, đốt xuống qua bên kia cho giữ chiếc xe tiếp tục nữa, đốt chiếc xe nhỏ không chịu, đốt chiếc xe 4 bánh luôn. Ở trên Sài Gòn có ông đó, ông đạp xích lô chết xong rồi bả đi vô bả nhờ người ta làm nguyên một chiếc xích lô đốt cho chồng mình. Trời ơi, ở trên đây ông đạp xích lô ông khổ gần chết rồi, mà bây giờ chết xuống dưới địa ngục rồi bắt ông đạp xích lô tiếp nữa, thấy không? Quý Phật tử thấy rõ ràng đó là địa ngục rồi đó quý Phật tử. Cuộc đời tại sao mình không để cho tất cả chúng ta giải thoát, mà giải thoát bản thân mình và giải thoát cho tất cả những người xung quanh. Cho nên thôi, đạo tràng của mình nói nhiều quá, ngồi quý Phật tử không ở trên cõi trời nghe pháp nữa, mà nó rơi tự do xuống địa ngục A Tỳ hết. Thầy mong rằng tất cả đạo tràng chùa Bửu Liên của chúng ta cố gắng tu là cái con đường thứ nhất. Hãy nhắc nhở mình một chút, quý Phật tử nhớ đừng nuông chiều thói quen của mình nữa. Mình phải làm sao mình nhắc nhở thói quen của mình. Thầy nói ví dụ trời nực, thí dụ như trời nó đang có điện mở quạt vậy nè, cái tự nhiên cúp điện nó nực. Quý Phật tử, cái phản xạ của mình theo thói quen nó suối, nó mách bảo mình từ xưa mà chạy đi kiếm cây quạt liền, đúng không? Bây giờ không, ngồi tại chỗ, không, chịu nực chút nữa đi, không nghe lời nó, không để cho nó suối, con hiểu không? Có nghĩa là vẫn đi lấy quạt, nhưng mà hồi xưa nó suối là chạy đi liền. Bây giờ không, ngồi đi, 5 phút sau tao mới lấy. Trời lạnh cũng vậy, thay vì cái phản xạ tự nhiên kéo cái chăn bông lên, kéo cái áo ấm liền, hiểu không quý Phật tử? Bây giờ lạnh, khoan, 10 phút tao mới mặc áo ấm vô, tao cho mày chịu lạnh một chút mới được. Đó là mình thay đổi thói quen của mình đó quý Phật tử, để mình vượt ra ngoài cái vòng tròn mà mình từ lẩn quẩn trong sáo nẻo đó. Bây giờ mình đi ngược vòng đi ra, để mình về Phật, lòng vòng vòng trong đó hoài chi cho nó đuối vậy, hiểu không? Và cái thứ hai nữa, cố gắng mình làm sao thấy Phật trước mặt mình hoài nha quý Phật tử, thì sáo nẻo đó sẽ không bao giờ hiện hữu nữa. Mình thấy Phật trước mặt mình thì con đường ở dưới chân mình là con đường của Phật. Mình thấy Phật lúc nào cũng hiện hữu thì dấu chân của mình mới dẫm lên dấu chân của Phật. Mình quên Phật là lạc vào trong sáo nẻo, cho nên lúc nào cũng thấy Phật, hiểu không? Nghe, uống nước cũng thấy Phật, ăn cơm cũng thấy Phật, nhìn cái hoa này mua hoa về cúng dường cũng thấy Phật, đi trên đi qua lộ cũng thấy Phật, đi qua cầu cũng thấy Phật, đứng núp mình ở dưới cái tàn cây cũng thấy Phật. Trời nắng quá, vô trong gốc cây có cái tàn cây che, nhìn Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Thế Tôn, hôm nay giữa trời nắng chang chang như thế này, Đức Thế Tôn đã hóa thân thành một cái cây có tàn mát, Ngài đã che nắng cho con cảm ơn Ngài. Quý Phật tử thấy một gốc cây cũng là Phật, thấy một dòng sông cũng là Phật, thấy ly nước uống cũng là Phật, thấy một cành hoa cũng là Phật. Quý Phật tử ơi, đó là nhất tâm bất loạn của một người con Phật rồi, hiểu không? Mình sẽ không lạc vào trong sáo nẻo nữa. Thầy cầu nguyện cho toàn thể đạo tràng chùa Bửu Liên của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng vậy, trân trọng từng phút giây của Phật, uống cạn từng thời gian của Phật,
và chúng ta đừng bao giờ phung phí những cái phút giây mà chúng ta gần gũi với Phật. Cầu nguyện quý Phật tử một lần nữa, hãy cố gắng luôn vui, luôn khỏe, luôn trẻ, luôn đẹp, và giống như những câu chúc của những lần trước, mãi mãi luôn xích lại gần nhau quý Phật tử ơi, để rồi sống trong bàn tay che chở của Đức Phật. Thân ái kính chào toàn thể đại chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.